Everyone, my name is Phi. I'm 10 years old. I'm class remover. And today I want to thanks to my teacher on the occasion of a small 2011. On November 20, I wish teacher good health and success. Nhân dịp 20 tháng 11, con chúc thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công.